Chào tất cả anh chị. Thì hôm qua nay em nhận được hai cuộc điện thoại các anh chị của hai cái anh rất là rành về xe, và mỗi một anh gọi em hỏi khoảng 30 phút về cái xe XL7 Limited này. Thì hai anh khách hàng nó có những cái câu hỏi rất là hay mà cũng rất là nhiều anh chị thắc mắc nhưng mà không biết hỏi ai. Thì ví dụ những câu hỏi đó, ví dụ như là XL7 Limited Edition này, thì sau khi đăng ký xe ra rồi thì ở trên cà vẹt á nó có ghi rõ ra là XL7 Sport Limited không hay nó chỉ ghi là XL7 thường thôi. Đó, rồi giữa một cái xe XL7 Sport Limited nguyên bản từ nhà máy Việt Nam Suzuki giao về đại lý thì với một chiếc xe được đại lý tự độ lên thì nó có khác gì nhau không? Đó, thì đó là những cái câu hỏi trong những cái thắc mắc của anh chị về cái XL7 Sport Limited này, thì để sẽ được em giải đáp cho ngày hôm nay. Rồi chào mừng tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của em Minh Suzuki Đồng Hiệp Long An. Rồi đầu tiên về mặt giấy tờ anh chị, thì về mặt giấy tờ thì sau khi anh chị mình đăng ký ra cái cà vẹt rồi đó anh chị, cái giấy đăng ký xe thì ở trên cà vẹt cái số loại nó vẫn ghi là XL7 bình thường, chứ nó không có ghi rõ ra là XL7 Sport Limited hay là XL7 bình thường. Tại vì cái XL7 Sport Limited nó là một cái xe từ nhà máy họ nhập từ Indonesia và họ lắp thêm phụ kiện tại nhà máy Suzuki Việt Nam, nên là cái phiếu hồng anh chị, cái phiếu xuất xưởng á, thì của chiếc XL7 hay là của chiếc XL7 Sport Limited thì nó giống nhau. Và ở trên cà vẹt á, thì bên cảnh sát giao thông họ sẽ lấy thông tin dựa trên cái phiếu hồng đó, thì nên là khi đăng ký xe ra thì cái cà vẹt nó vẫn là XL7 bình thường, không phân biệt được là XL7 thường hay là XL7 Sport Limited trên cái giấy đăng ký xe là cái cà vẹt. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là nếu mà đại lý họ có đủ bốn cái món phụ kiện là gương gương điện tử tích hợp camera hành trình trước sau, sạc không dây, cam 360 độ và cúp điện, họ về họ tự gắn tại đại lý thì có phân biệt được là cái xe nào là xe tại đại lý họ độ lên và cái xe nào là cái xe mà được nhà máy họ gắn sẵn rồi họ giao về đại lý không? Đó thì cái cách phân biệt đó anh chị thì nó rất là dễ. Thì anh chị sẽ nhìn trên cái giá trị, cái chi phí xích cái hóa đơn khi anh chị mua xe, vì bên đại lý họ sẽ xích cho anh chị cái hóa đơn để đi đăng ký xe, thì anh chị mình coi trên cái hóa đơn đó thì sẽ biết được là xe đó là xe được nhà máy họ giao về nguyên bản cho đại lý hay là đại lý tự độ, bằng cách là nếu mà cái giá ở trên cái hóa đơn của anh chị á, là 639 triệu 900, nó không có phát sinh thêm cái mục nào hết, nó đúng cái giá xe này là 639 triệu 900, thì đó là một chiếc xe mà được nhà máy họ giao nguyên bản về đại lý và họ đại lý họ xuất hóa đơn ra bán cho anh chị. Còn nếu mà đại lý họ độ lên á, thì khi mà họ xuất hóa đơn ra họ bán cho anh chị á, thì họ sẽ xuất thành hai khoản. Khoản thứ nhất là giá xe là sẽ là thường là sẽ là phiên bản tiêu chuẩn là 599 triệu 900, xong rồi cộng với cái giá của bộ bốn phụ kiện này nữa thì nó sẽ cấu thành ra cái giá là 639 triệu 900. Nó thì để phân biệt được là độ từ đại lý hay là độ từ nhà máy thì nó sẽ nhìn vào hai cái giá trị bán được xuất trên hóa đơn anh chị. Rồi thêm một câu hỏi nữa là với bốn cái món phụ kiện này nè, thì nhà máy họ không có xe giao về đại lý tự độ lên bán thì sẽ bảo hành như thế nào? Đó thì với trường hợp mà đại lý độ lên từ phiên bản thường lên phiên bản Sport Limited đó anh chị để bán á, thì nó sẽ phân chia ra là thành hai loại. Loại thứ nhất á, là đại lý họ lắp đặt cái phụ kiện có được Suzuki Việt Nam cung cấp chính hãng hay không, hay là họ lắp đặt cái loại phụ kiện rời ở ngoài. Nếu mà họ lắp cái phụ kiện chính hãng của Việt Nam Suzuki họ phân phối anh chị, thì tất cả những sản phẩm bao gồm từ xe đến phụ tùng phụ kiện mà được Suzuki Việt Nam phân phối thì anh chị mình sẽ được bảo hành bảo dưỡng trên tất cả các đại lý ủy quyền của Suzuki Việt Nam trên đất nước Việt Nam này. Còn nếu mà những cái món phụ kiện đó mà được độ lên tại đại lý mà họ không sử dụng hàng nhà máy anh chị mà họ sử dụng hàng ngoài thì nó chỉ được bảo hành tại cái đại lý đó thôi. Đó thì cái đó là một cái mà để phân rõ được là xe nào là xe XL7 Sport Limited nguyên bản từ nhà máy giao về và xe nào là xe được đại lý độ lên. Đó thì đó là những cái chia sẻ của em mà rất nhiều anh chị mình đặt cái câu hỏi mà không biết hỏi ai. Rồi thì hiện tại á đã hết tháng 5 rồi anh chị. Thì tháng 6 bên em cũng đang đợi chương trình khuyến mãi của nhà máy và kết hợp với chương trình khuyến mãi của đại lý. Thì bên em cũng sẽ có những cái chương trình bán hàng rất là tốt để mà hỗ trợ anh chị mình mua được những chiếc xe Suzuki với cái giá tốt nhất thị trường. Nó và nhắn nhủ với anh chị một một vài đôi điều luôn là từ tháng 6 đổ đi, dự kiến tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì thị trường xe ô tô tại Việt Nam sẽ rất là nhiều hãng thiếu xe
do vấn đề là thiếu chip sản xuất toàn cầu, và cái vấn đề đó ảnh hưởng hầu như tất cả các hãng xe ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, thì Suzuki cũng không ngoại lệ anh chị, cũng thiếu xe. Nên là anh chị mình ai đang có nhu cầu sở hữu xe thì hãy liên hệ sớm cho bọn em để bên em có thể phục vụ anh chị sớm nhất có thể. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp tất cả các anh chị ở trong video tiếp theo ạ. À.